Hà Thương xin chào các bạn khán giả của kênh News 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin nóng nhất có trong ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: CNET mỉa mai Jennie Blackpink đã đạo nhái phong cách Trung Quốc, còn mua hot shirt sau concert The Show. Tranh cãi trong lúc diễn tập khiến Ryu Jin và trưởng nhóm ITZY suýt thì gây gổ. K-net khó chịu vì khả năng live của Suhua trong 3 lần comeback gần nhất của G-Idol, từ giọng hát đến tiếng Hàn đều không tiến bộ. So sánh ảnh của Jang Won-young ở 2 năm tham dự Seoul Music Award, dân tình phải suýt xoa trầm trồ. Và sau đây là nội dung chi tiết. C-net mỉa mai Jennie Blackpink đã đạo nhái phong cách Trung Quốc còn mua hot shirt sau concert The Show. Mới đây, Jennie Blackpink bị CNET cho rằng đã mượn ý tưởng từ văn hóa của đất nước này để đưa vào màn trình diễn solo tại concert The Show diễn ra vào ngày 31 tháng 1 vừa qua. Cụ thể, khi trình diễn phiên bản remix của solo tại concert The Show, Jennie đã để kiểu tóc thắt bím hai bên thành vòng tròn. Ngay lập tức, CNET cho rằng đây là kiểu tóc mà phía ekip Hàn Quốc lấy ý tưởng từ nhân vật Hồng Hải Nhi của Trung Quốc, từng xuất hiện trong bộ phim Tây Du Ký. Vốn dĩ đã có những tranh cãi về việc các nghệ sĩ K-pop mượn tạm văn hóa xứ Trung, vụ việc của Jennie lại làm bùng lên một cuộc tranh cãi, thậm chí nó còn lọt vào top hot search với từ khóa hashtag cuộc đụng độ giữa Jennie và Hồng Hải Nhi. Nhiều CNET cho biết họ rất ghét việc những người nổi tiếng ở Hàn Quốc liên tiếp đạo nhái văn hóa nước này nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận, thậm chí cũng đã có những lời lẽ tiêu cực nhắm đến ngoại hình của Jennie xuất hiện. Một số bình luận của CNET về tranh cãi này như sau: đúng là công dân của đất nước trộm cắp, có cần phải sao chép kỹ lưỡng đến mức đó hay không? Mọi người cứ thử đi xem beauty vlogger Pony của Hàn Quốc đi, cô ta cũng cài một chiếc châm Trung Quốc rồi bảo đó là phong cách Hàn Quốc đó. Hồi xưa cô ta cũng thường hay sỉ nhục Trung Quốc trên mạng lắm. Mong cái nhóm nhạc nữ đã ôm gấu trúc bằng tay không, sau đó mượn phong cách Trung Quốc cho trang phục, rồi giờ mua lại hot shirt này được tham gia gala mùa xuân của CCTV nha. Đối với những lời lẽ chỉ trích này, các fan Blackpink và cư dân mạng quốc tế rất khó chịu. Họ cho biết rằng đây chẳng phải kiểu tóc mà Trung Quốc độc quyền, thậm chí nó từng xuất hiện rất nhiều lần trong các bộ phim anime của Nhật Bản. Việc mỉa mai ekip của Blackpink đạo nhái hoàn toàn là điều không hợp lý. Tranh cãi trong lúc diễn tập khiến Ryu Jin và trưởng nhóm ITZY suýt thì gây gổ. Trong các nhóm nhạc K-pop, các thành viên dù thân thiết đến mấy cũng không tránh khỏi những lúc giận dỗi. Ryu Jin và Yeji của ITZY đã trải qua hoàn cảnh này. Mâu thuẫn giữa hai cô gái này được chính chủ kể lại. Theo Ryu Jin, đôi lúc họ không hài lòng với nhau trong lúc tập luyện. Tranh cãi giữa cô và trưởng nhóm Yeji xảy ra khi mà ITZY diễn tập tại lễ trao giải Asia Artist Award 2019 tổ chức tại Việt Nam. Trong lúc luyện tập, các thành viên bối rối vì không biết họ phải đứng theo đội hình 3-2 hay là 2-3. Yeji đứng trước, thế nên Ryu Jin cho rằng mình phải đứng đằng sau. Nhưng thực ra cả hai cô nàng đều đứng sai vị trí mà không hề hay biết. Center của ITZY kể lại, chúng mình phải diễn da-da-da-la sau khi bước ra sân khấu phía trước. Chị biết là chúng ta hay hoang mang về vị trí đứng, đội hình 3-2 hay 2-3. Chị đứng như là một trong ba thành viên ở đằng trước. Do đó em lùi về phía sau và tìm vị trí của mình, nhưng hóa ra chúng ta đều đứng sai chỗ cả. Thế là Yeji và Ryu Jin bắt đầu đổ lỗi cho nhau và tranh cãi về vị trí đứng. Họ nhanh chóng trở nên giận dữ với đối phương. Hai thành viên suýt quát tháo, thậm chí lườm nhau tóe khói. Cuối cùng Ryu Jin quyết định bỏ vào nhà vệ sinh. Ryu Jin nhớ lại, chúng mình đã cãi nhau như vậy. Bọn mình chuẩn bị la hét lườm nhau và rồi em ra vẻ rằng em vào nhà vệ sinh đây. Sau đó Yeji quyết định theo Ryu Jin vào nhà vệ sinh. Cả hai xin lỗi đối phương. Trưởng nhóm ITZY nghĩ mình mới là người mắc lỗi sai, qua đó cô cảm thấy có lỗi vì đã trách móc Ryu Jin. Nữ idol chia sẻ, chị mới là người làm sai, chị thấy có lỗi và đã đổ hết lỗi lên em. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Ryu Jin và Yeji không kéo dài, cả hai đã hết giận nhau sau khi rời sân khấu, vào VKC và xin lỗi đối phương. Hai nữ idol kết luận, nhưng chúng mình chưa bao giờ thật sự cãi nhau. Đây không phải là xô xát, nhưng từ góc nhìn của bọn mình thì cũng gần là như vậy. K-net khó chịu vì khả năng live của Suhua trong 3 lần comeback gần nhất của G-Idol, từ giọng hát đến tiếng Hàn đều không tiến bộ. Trong số những thần tượng K-pop của Gen 4, Suhua của G-Idol có lẽ là một trong những gương mặt thường xuyên gây tranh cãi nhiều nhất về tài năng. Debut trong một nhóm nhạc mà hầu hết các thành viên đều được đánh giá cao về thực lực, Suhua cho đến nay vẫn bị xem là lỗ hổng của G-Idol. Vào tháng 1 năm nay, G-Idol trở lại với mini album I Burn cùng ca khúc chủ đề Hoa. Một lần nữa, cái tên Suhua lại thành tâm điểm gây tranh cãi.
khi mà cô nàng chỉ được chia khoảng 4 giây trong toàn bộ bài hát chủ đề. Tuy nhiên, từ những phản ứng xót xa thương cảm cho Suhwa ở những lần comeback trước đó khi chứng kiến cô là người được hát ít nhất, cộng đồng mạng giờ đây chuyển sang đồng tình với kết quả chia like này vì cho rằng nó hoàn toàn hợp lý khi xét đến khả năng của cô. Điều khiến cư dân mạng Hàn Quốc cảm thấy thất vọng hơn cả với Suhwa không phải vì năng lực của cô kém hơn các thành viên khác mà nằm ở thái độ dửng dưng, không chịu nỗ lực để cải thiện bản thân mình. Để chứng minh cho nhận định này, cư dân mạng xứ sở Kim Chi đã dẫn chứng lại khả năng hát live của Suhwa trong 3 lần comeback gần nhất của G-Idol, bao gồm tháng 4 năm 2020 với ca khúc Oh My God, tháng 8 năm 2020 với Dum Di Dum Di và tháng 1 năm 2021 với Hoa. Clean, MA, Remove và Encore đều là những cơ hội giúp khán giả nghe rõ nhất giọng hát live của thần tượng, nhưng trường hợp của Suhwa có vẻ như nó đã để lộ rõ những điểm yếu trong khả năng hát live của cô nàng. Mặc dù có live hát ngắn, nhưng em út của G-Idol vẫn khiến người nghe cảm thấy thất vọng, không đúng với âm vực cơ bản của bài hát. Đó là chưa kể đến phát âm tiếng Hàn của cô nàng cũng không rõ, dù đến Hàn Quốc làm việc đã nhiều năm. Trên thực tế, khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa hai lần quảng bá Dum Di Dum Di và Hoa là khoảng thời gian nửa năm. Điều này khiến cư dân mạng ngỡ ngàng tự hỏi rằng trong suốt nửa năm đó, Suhwa đã làm gì mà không hề luyện tập để cải thiện khả năng ca hát cũng như nói tiếng Hàn của mình. Thậm chí họ còn đặt ra câu hỏi về hệ thống đào tạo thanh nhạc của QB. Ngoài ra, sự dậm chân tại chỗ của Suhwa trong nhiều lần comeback đã khiến cư dân mạng Hàn Quốc có cơ sở để tin rằng G-Idol không thể chia like nhiều hơn cho nữ thần tượng. Cư dân mạng để lại những bình luận như: hát nhảy tiếng Hàn, cô ta không làm được gì hết. Vũ đạo thì không chắc lắm, nhưng khả năng hát tiếng Hàn thật sự không có tiến bộ một chút nào. Thật ra thì có cảm giác như em này không có tài năng trong một lĩnh vực gì đó vậy. Có lẽ vì lòng tự trọng kỳ lạ của bạn này quá mạnh mẽ nên mới như vậy đấy. So sánh ảnh của Jang Won-young ở 2 năm tham dự Seoul Music Awards, dân tình phải suýt xoa trầm trồ. Xuất thân từ chương trình Produce 48 là center của S1, Jang Won-young là một trong những thần tượng mới đáng được chú ý nhất. Không chỉ hội tụ đủ yếu tố tài năng mà Jang Won-young cũng được khen ngợi một trong những idol hàng đầu về khoản nhan sắc. Mới đây, khi xuất hiện với diện mạo xuất sắc tại lễ trao giải Seoul Music Awards, sắc vóc của center quốc dân tiếp tục thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Dân tình cũng được dịp đào lại những bức ảnh của Jang Won-young tham dự sự kiện Seoul Music Awards vào 2 năm trước. Ở thời điểm đó, Jang Won-young là một idol mới cứng khi chỉ vừa debut không lâu. Thế nhưng khi xuất hiện tại sự kiện này, cô nàng đã thu hút được sự chú ý của khán giả, giới truyền thông bởi nhan sắc ngây thơ và ngọt ngào. Sau 2 năm kể từ thời điểm đó, Jang Won-young ngày càng trưởng thành và thần thái cũng khác xa trước đây. Tại đêm Seoul Music Awards vừa qua, thành viên nhóm IZ*ONE diện chiếc đầm nữ tính và quyến rũ. Trong mái tóc đen buông xõa, cô nàng xinh đẹp và sang chảnh hơn rất nhiều. Trong mọi khung hình, Jang Won-young toát lên vẻ đẹp của tiên tử, khiến dân tình không thể rời mắt. Chứng kiến sự thay đổi của nữ thần tượng ở hiện tại so với 2 năm trước, nhiều người không thể không thốt lời khen ngợi. Độ sang chảnh ngày càng một thăng hạng của cô nàng nhưng vẫn luôn xinh đẹp bất kể là khi 15 hay 17 tuổi. Cư dân mạng để lại những bình luận như: không bao giờ biết xấu là gì hết, 2 năm trước ngây thơ, bây giờ sang chảnh hẳn, sinh ra để làm idol luôn đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24h. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knews 24h nhé.